Chủ tịch nước Việt Nam đề nghị thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đối phó với một làn sóng COVID mới và tiên liệu có thể phải tới năm 2023 thành phố mới trở lại bình thường. Báo chí Việt Nam tường thuật lời ông Nguyễn Xuân Phúc ngày 16 tháng 11. Ông Phúc lưu ý, trong lúc dịch ở châu Âu đang rất nặng nề, ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày có trên 1.000 ca nhiễm, thì chúng ta không thể chủ quan, đồng thời cảnh báo về một đợt dịch lần thứ 5 có thể xảy ra. Từ mức khoảng 3.000 ca nhiễm mỗi ngày hôm 19 tháng 10, tới tuần thứ 2 của tháng 11 này, số ca nhiễm hàng ngày ở Việt Nam thường xuyên khoảng 8.000 ca. Hôm 16 tháng 11, số ca dương tính mới lên tới trên 10.000. Ông Phúc đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tăng cường tiêm chủng và hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp, cũng như khôi phục, đảm bảo thông suốt hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, cung ứng.